Phú Thọ xuất hiện chùm ca mắc mới không rõ nguồn đây, kích hoạt lại các khu cách ly tập trung. Hướng dẫn đi lại mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải, hành khách đi tàu hòa, máy bay vẫn phải xét nghiệm. Thủ tướng chỉ đạo khắc phục ngập lụt, sạt lở ở miền Trung và Tây Nguyên. Lũ đổ về nhanh, phố cổ Hội An ngập nhiều nơi. Thủy điện ở Thừa Thiên Huế dừng điều tiết nước để tìm hai vợ chồng mất tích. Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức Covid-19 mới nhất trên kênh YouTube báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Vừa rồi là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin sáng ngày hôm nay và sau đây là thông tin chi tiết. Sau thời gian dài không có ca lây nhiễm, mới đây tỉnh Phú Thọ đã xuất hiện chùm ca mắc mới không rõ nguồn lây. Đồng thời, phải kích hoạt lại khu cách ly tập trung để đảm bảo công tác dập dịch. Tại buổi làm việc trực tuyến với huyện Lâm Thao và thành phố Việt Trì, Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu yêu cầu thành phố Việt Trì kích hoạt lại khu cách ly tập trung với công suất 150 giường và nâng cao vai trò của các tổ giám sát COVID-19 cộng đồng. Cùng với đó, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có văn bản đề nghị quân khu 2 không tổ chức tiếp nhận công dân ngoại tỉnh về khu cách ly tập trung của tỉnh ở trung đoàn 753, xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê để chuẩn bị sẵn sàng phương án đưa các trường hợp F1 của thành phố Việt Trì vào cách ly tập trung khi cơ sở cách ly tập trung của thành phố quá tải. Đồng thời huy động lực lượng, phương tiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu cách ly tập trung của tỉnh tại xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao để sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra. Sở Y tế huy động lực lượng nhanh chóng tiến hành xét nghiệm để sàng lọc các F0 trong khu vực đã phong tỏa và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho huyện Lâm Thao và thành phố Việt Trì. Sở Y tế điều động cán bộ y tế trong toàn ngành tiến hành lấy mẫu xét nghiệm điều chuyển vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh để tổ chức chiến dịch tiêm chủng cho huyện Lâm Thao và thành phố Việt Trì một cách nhanh nhất. Các doanh nghiệp trong khu và ngoài khu công nghiệp Thị Vân cần tiến hành giả soát, truy vết toàn bộ các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh COVID-19 tại công ty, đặc biệt là các trường hợp thường xuyên tiếp xúc cho cụ không gian kín, tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ các trường hợp tiếp xúc gần bằng phương pháp RT-PCR. Bên cạnh các điểm mới của hướng dẫn xét nghiệm COVID-19, Bộ giao thông vận tải cũng đưa ra hướng dẫn đi lại mới nhất. Trong đó yêu cầu hành khách đi tàu hỏa, máy bay vẫn phải xét nghiệm COVID-19. Theo hướng dẫn nhằm khu phục lại hoạt động vận tải của năm lĩnh vực: đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không, của Bộ giao thông vận tải. Hướng dẫn tạm thời mới này chỉ điều chỉnh các quy định tổ chức vận tải đối với ba lĩnh vực đường bộ, hàng hải và đường thủy nội địa. Riêng hàng không và đường sắt tiếp tục thực hiện theo các hướng dẫn hiện hành cho đến ngày 20 tháng 10. Đối với hàng không là các hướng dẫn số 1776 và 1786. Với đường sắt là quyết định số 1782. Bộ Giao thông Vận tải đã giao nhiệm vụ cho Cục Hàng không Việt Nam và Cục Đường sắt Việt Nam có báo cáo sơ kết, đánh giá thời gian thực hiện thí điểm tổ chức vận tải hành khách. Đồng thời đề xuất phương án kế hoạch tổ chức thực hiện giai đoạn tiếp theo. Khẩn trương báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để xem xét, đánh giá và báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch xem xét quyết định. Bộ Giao thông Vận tải cũng cho hay Hướng dẫn này nhằm đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của chính phủ tại nghị quyết số 128, hướng dẫn của Bộ Y tế tại quyết định số 4800 của Bộ Y tế. Chủ động thống nhất, đồng bộ giữa Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, các bộ ngành liên quan và các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp về tổ chức hoạt động của năm lĩnh vực. Cũng trong hướng dẫn đi lại do Bộ Giao thông Vận tải ban hành, khách đi đường bộ, đường biển, đường sông không phải làm xét nghiệm COVID-19, chỉ yêu cầu xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng như sốt, ho, mệt mỏi, đau họng mất vị giác và khứu giác, khó thở. Đối với tất cả các cấp độ dịch, chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các trường hợp có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 3, đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa, không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn. Đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp. Khi có yêu cầu điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa. Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ. Trường hợp chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế ban hành quy định mới về phòng chống dịch COVID-19, đối với các đối tượng áp dụng tại hướng dẫn tạm thời này thì thực hiện theo quy định mới. Liên quan đến ngành hàng không, mới đây Cục Hàng không vừa báo cáo, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất nâng khai thác trục thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng lên 6 chuyến khứ hồi một ngày, trong khi các đường bay khác mỗi hãng một chuyến một ngày. Theo đề xuất ba đường bay gồm trục thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội, Đà Nẵng sẽ nâng tần suất khai thác lên 6 chuyến khứ hồi một ngày cho mỗi đường bay. Vietnam Airlines 2 chuyến một ngày, Vietjet Air 2 chuyến một ngày, Bamboo Airways 1 chuyến một ngày, Pacific Airlines 1 chuyến một ngày. Các đường bay khác tần suất không quá một chuyến khứ hồi một ngày trên mỗi đường bay đối với mỗi hãng hàng không đối với Viettravel Airlines hãng này được xem xét khai thác với tần suất một chuyến khứ hồi một ngày trên mỗi đường bay từ tháng 11 năm 2021 cũng theo cục hàng không trong vòng 15 ngày kể từ ngày áp dụng 21 tháng 10 cục sẽ đánh giá tình hình kiểm soát dịch bệnh tại các địa phương và trên toàn quốc để đề xuất phương án điều chỉnh tần suất khai thác phù hợp tiếp theo nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách ngành hàng không tiếp tục khôi phục đường bay giữa Hà Nội và Cần Thơ trong giai đoạn thí điểm từ ngày 18 tháng 10 đến 20 tháng 10. Các chuyến bay hiện đã được mở bán vé tại website, ứng dụng di động và các phòng vé đại lý chính thức của Vietnam Airlines. Cụ thể, Vietnam Airlines sẽ khai thác mỗi ngày một chuyến bay từ Hà Nội đi Cần Thơ và ngược lại bằng tàu bay Airbus A321, chuyến bay khởi hành từ Hà Nội lúc 10 giờ và từ Cần Thơ lúc 13 giờ 05. Hành khách đi máy bay cần lưu ý đáp ứng các điều kiện về phòng chống dịch của nhà chức trách theo đó, hành khách phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử PC COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp. Liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, tính đến thời điểm về địa phương. Có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19, đồng thời có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay. Hành khách cần thực hiện khai báo y tế theo quy định, hoàn thành bản cam kết và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục tại sân bay xuất phát. Xuyên suốt hành trình, hành khách cần tuân thủ thông điệp 5K và quy định phòng chống dịch của nhà chức trách địa phương nơi đi nơi đến. Trước tình trạng mưa lớn kéo dài tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, thủ tướng đã có công điện về việc ứng phó mưa lũ, đảm bảo an toàn cho người dân. Theo dự báo từ nay đến ngày 18 tháng 10, khu vực này còn tiếp tục xảy ra mưa lớn, trong đó dự báo khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có tổng lượng mưa từ 150 đến 300 mm. cục bộ có nơi trên 350 mm. Từ Bình Định đến Khánh Hòa và Gia Lai Kon Tum, 80 đến 150 mm. cục bộ có nơi trên 200 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Để chủ động ứng phó mưa lũ, nhất là lũ quét, sạt lở đất, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng của nhân dân. Thủ tướng đã có công điện tập trung ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, cử các bộ ban ngành địa phương. Thủ tướng yêu cầu các tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ. Giả soát, huy động lực lượng tổ chức sơ tán khẩn cấp, các hộ dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là khu vực bị ngập sâu chia cắt, vùng thấp trũng ven sông suối, khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực đã từng xảy ra sạt lở đất, ngập lụt năm 2020 bố trí chỗ ở tạm hỗ trợ lương thực nhu yếu phẩm cho các hộ phải sơ tán không để người dân bị thiếu đói rét thông tin kịp thời hướng dẫn người dân đi lại an toàn khi có mưa lũ triển khai lực lượng kiểm soát hướng dẫn hỗ trợ giao thông an toàn qua các ngầm tràn tuyến đường bị ngập sâu hướng dẫn người dân dự trữ lương thực nhu yếu phẩm thiết yếu để phòng mưa lũ cây ngập úng chia cắt kéo dài triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điều hồ đập tổ chức giám sát việc vận hành an toàn các hồ đập trên địa bàn các địa phương chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư tại các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục kịp thời sự cố và hậu quả mưa lũ, không để bị động bất ngờ. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động chỉ đạo triển khai biện pháp ứng phó phù hợp với diễn biến thực tế, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại. Liên quan đến tình hình bão lũ, tại Thừa Thiên Huế, Mưa lớn trong nhiều ngày khiến mực nước các sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế dâng cao. Một số đoạn của quốc lộ 1A và nhiều địa phương bị nước dâng chia cắt cục bộ. Tại các xã Quảng Phú, Quảng Phước, Quảng An, Quảng Thành, huyện Quảng Điền, nhiều đoạn đường đã bị ngập sâu khoảng 0,2 đến 0,5 mét. Người dân phải đi lại bằng thuyền. Tại huyện Phong Điền, mưa lớn cũng đã gây ra ngập lụt nhiều tuyến đường liên xã Phong Hòa, Phong Bình, Điền Hương, Điền Môn, Phong An, Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong Sơn, Phong Trương, thị trấn Phong Điền. Nhiều đoạn trên các tuyến đường tỉnh lộ 4, tỉnh lộ 11B, quốc lộ 49 đi qua địa phương này cũng bị nước lũ chia cắt, giao thông ách tắc cục bộ. Theo thiếu tá Huỳnh Tuế, đội trưởng đội cảnh sát giao thông, công an huyện Phú Lộc cho biết, lượng mưa lớn cùng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về trong sáng và trưa 17 tháng 10, nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 1A đi qua địa bàn huyện Phú Lộc bị nước lũ chia cắt. Đặc biệt tại một số đoạn đi qua xã Lộc Trì, Lộc Thủy, nước dâng cao nửa mét khiến người dân và các phương tiện lưu thông qua tuyến gặp nhiều khó khăn. Đơn vị đã cử cán bộ phối hợp với lực lượng thuộc trạm cảnh sát giao thông Phú Lộc túc trực phân luồng giao thông và hỗ trợ người dân để đảm bảo an toàn người và tài sản. Thiếu tá Huỳnh Tuế chia sẻ, Ba chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành văn bản yêu cầu công ty cổ phần thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng xả nước hồ thủy điện Hương Điền về hạ du. Theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trong 24 giờ qua, trong lưu vực Hồ Hương Điền có mưa rất to, lượng mưa đo được ở các trạm giao động từ 200 đến 250 mm. Nước lũ lớn, Thừa Thiên Huế ghi nhận một vụ lật ke khiến hai người mất tích. Thông tin từ ông Phan Thanh Hùng, Tránh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sự việc xảy ra khi hai người này trèo ghe đánh cá trên sông Bồ. Nạn nhân là ông Trần Minh Đê, 65 tuổi, cùng vợ là Võ Thị Tê, ngụ tại tổ dân phố lại bằng 2, phường Hương Vân. Trước đó ông Đê cùng vợ dùng ghe chèo ra sông Bồ, đoạn gần khu vực chân cầu vượt thuộc dự án đường cao tốc Cam lộ La Sơn, qua phường Hương Vân, thị xã Hương Trà để đánh bắt cá. Do thời tiết mưa to, mực nước sông lên cao, chảy xiết, chiếc ghe của ông Đê bị lật khiến hai vợ chồng mất tích. Nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng thị xã Hương Trà tổ chức nhân lực, phương tiện đến hiện trường, thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn nhưng chỉ tìm thấy chiếc ghe nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn người mất tích. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký công điện yêu cầu công ty cổ phần thủy điện Hương Điền thực hiện lệnh tạm dừng vận hành điều tiết nước qua tràn đối với hồ chứa thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn sông Bồ, thị xã Hương Trà. Việc tạm dừng điều tiết nước thực hiện cho đến khi công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông kết thúc. Theo ông Phan Thanh Hùng, trong 24 giờ qua, tại Thừa Thiên Huế đã có mưa to, mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 90 đến 170 mm. Một số nơi cao hơn như Phú Đa 231 mm, Kim Long 246 mm, thành phố Huế 237 mm. Lũ trên sông Bồ đã vượt trên báo động 1. Tiếp theo tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn kéo dài kết hợp với hồ kẻ gỗ xả lũ khiến một số xã vùng hạ du huyện Cẩm Xuyên Hà Tĩnh ngập cục bộ. Người dân phải kê gác đồ đạc, bắt châu bò lên vùng cao gửi để chủ động ứng phó với lũ lụt lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện cẩm xuyên cho biết mưa lớn hai ngày qua khiến một số xã như cẩm thành cẩm lạc cẩm vịnh bị ngập cục bộ chia cắt giao thông tại thôn tân vĩnh cần ở xã cẩm thành các tuyến đường giao thông đã bị ngập cục bộ Ngập nặng nhất là ở các thôn xã cẩm vịnh cẩm thành hiện chúng tôi đang xem tình hình nếu mưa lớn và lượng xả lũ lớn mới tính đến phương án di si rời dân lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện cẩm xuyên nói tại thôn hà văn xã cẩm lạc có 100 trăm đường giao thông bị sạt lở các hộ dân chèo thuyền đưa đồ đạc, dắt châu bò đến vị trí cao để chạy lũ. Ghi nhận tại đường giao thông của 5 trên 7 thôn thuộc xã Cẩm Vịnh bị ngập. Trong đó thôn Ngũ Phúc có 270 hộ dân, đường xá bị ngập nặng nhất với khoảng 80% đường ra vào thôn này đã ngập sâu khoảng 1 mét, giao thông tê liệt. Theo ông Đặng Hòa Bình, trưởng phòng quản lý kỹ thuật, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, trước việc khu vực hồ đang có mưa to, mực nước hồ kẻ gỗ lúc 11 giờ là 28-27 mét dung tích là 231 trên 343 triệu mét khối, cao trình ngưỡng tràn là 26,50 m, lượng mưa từ 9 giờ đến 11 giờ là 7 mm, hồ nước mức xả lên 100 mét khối trên một giây. Việc điều chỉnh xả sớm hơn và nâng lưu lượng đã được công ty tính toán kỹ, phù hợp với từng thời điểm và nhất là không ảnh hưởng tới vùng hạ du, ông Đặng Hòa Bình thông tin. Tiếp tục ghi nhận tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, lũ thượng nguồn đổ về kèm theo mưa lớn đã khiến một số tuyến đường bị ngập sâu. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to đến rất to, gây ngập úng nhiều nơi, đặc biệt nước lũ đã dâng cao ở phố cổ Hội An. Và sáng nay thành phố Hội An, Quảng Nam, nước lũ lên nhanh, tràn vào tuyến đường Bạch Đằng thành phố Hội An và gây ngập sâu. Cũng tại Quảng Nam, nước lũ dâng gây chia cắt nhiều nơi tại các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc. Tại tuyến đường ven sông Hoài như Bạch Đằng, nước dâng nhanh, ngập sâu gần 1m, nước đục ngầu. Lũ về bất ngờ người dân chạy lũ vội vàng, khẩn trương kê cao tài sản để tránh hư hỏng. Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra mưa lớn, gây sạt lở nghiêm trọng đến nhiều tuyến đường dân sinh. Một số xã vùng cao đã bị chia cắt cục bộ. Thưa quý vị, chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách để thiết lập trạng thái bình thường mới. Người dân hãy thực hiện thật tốt hướng dẫn phòng dịch của Bộ Y tế và Chính phủ, bảo vệ bản thân cũng chính là bảo vệ thành quả chống dịch của đất nước. Báo sức khỏe và đời sống sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin về dịch bệnh mới nhất. Quý vị và các bạn hãy like, subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế xin chào và hẹn gặp lại